Rồi mình sẽ giới thiệu về cái sơ đồ mạch của inverter đơn giản này ha. Thì có phần chính của nó là hai con MOSFET ERF 3205 ha. Chúng ta có thể chọn những con khác cũng được. Rồi ở đây sẽ có một cái biến áp sắc từ, biến áp bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ có đối xứng, nghĩa là nó sẽ có hai cuộn dây đối xứng ha. Ở đây mình chọn thì biến áp 0612 và đầu ra là 220. Thực ra là mình sẽ tận dụng những cái biến áp cũ và biến áp áp. Tiếp theo là ở đây nguồn điện á, thì mình ở đây mình vẽ nguồn điện là cái pin pin 9V, nhưng thực chất thì chúng ta có thể dùng bình ắc quy cũng được. Thì có thể là điện áp rơi từ 6 đến 9V thì sẽ phù hợp với cái biến áp 6V 12V này ha. Ok. Ở đây thì mình dùng cái bóng đèn là 220 và công suất của nó là 3W ha. Thì để test thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần phân tích nguyên lý hoạt động của nó ha. Thì inverter này nó sẽ có cái sự hoạt động luân phiên giữa hai con MOSFET ERF 3205 trên và dưới ha. Các bạn thấy ở đây nè, trên và dưới thì chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn, cho nên chúng ta sẽ phân tích từ từ thôi ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái nguồn điện nè, ở đây là dương nè, về phía phần đen là âm ha, để chúng ta dễ phân biệt. Thì cái cuộn biến áp nó sẽ ra có hai cái nhánh, thì chúng ta giả sử cái nhánh phía dưới, ở phía dưới IRF 3205 này sẽ dẫn trước ha, phía ngược lại nó sẽ kích dẫn phía chân S, chân G của nó, để cho bên này nó dẫn ha. Để giả sử bên này nó dẫn trước, thì cho con IRF 3205 này nó dẫn thì nó sẽ đưa điện áp từ phía 12V này, phía 0612V này sẽ đưa điện áp ở đây nè, qua chân D, qua chân S về xuống mát. Thì đồng thời cái IRF này nó dẫn thì nó sẽ làm cho cái điện áp ở bên phía chân D này nó dẫn mạnh lên. Phía điện áp chân D dẫn mạnh thì sẽ dẫn một cái điện áp về chân G của con phía trên ha. Thì nếu mà con D này dẫn càng mạnh á, thì làm cho cái chân G này nó kích của con IRF ở trên nó càng mạnh. Thì ngược lại phía nhánh 6V 0V nó đi về phía chân G, nó sẽ yếu đi, yếu dần đi ha, và đến một cái khoảng thời gian nó ngưng ở chân G, và chân G ở con IRF dưới sẽ làm cho cái con trên ở chân G này sẽ mạnh và chân IRF này sẽ dẫn thông ha. Thì bắt đầu nó sẽ có điện áp từ 0V, 60V đi vào chân D và đi qua S ha, D qua S và đi xuống mát. Thì tương tự hai con MOSFET này sẽ lặp lại luân phiên, và cái thời gian của nó sẽ khoảng từ 30 đến 50 Hz, bằng bằng cái điện, cái xung của cái biến áp, cái tần số của biến áp ha. Thì nếu như mà chúng ta sẽ chọn những cái điện trở phân áp cho cái chân G của IRF ha, thì nó sẽ làm cho thay đổi cái độ rộng xung, và nó sẽ thay đổi tần số của cái mạch hoạt động này. Đấy là một cái nguyên lý đơn giản nhưng mà nó hơi khó hiểu. Chúng ta hiểu đơn giản là hai con MOSFET này khi hoạt động nó sẽ hoạt động luân phiên, con này con trên dẫn thì con dưới sẽ không dẫn, nó sẽ tạo ra cái chuỗi xung tương ứng giữa ở trên đây mình có chú thích này, ở trên này là màu xanh, ở dưới là màu đỏ, thì con trên thì xung nó sẽ là thuận ha, thì con dưới nó sẽ là xung nghịch, nó sẽ ngược lại, con trên dẫn con dưới không dẫn, con dưới dẫn con trên không dẫn. Thì tương ứng nó đưa ra, nó tạo ra được cái biến áp tạo ra một cái nguồn điện biến thiên, và sẽ tạo ra một cái điện áp ở đầu
đầu ra của cái biến áp ha, nó sẽ đầu ra biến áp từ 160 đến 200V ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có nè, sẽ cho một biến áp sắt 1A ha, và nó có những cái đầu điện áp ha, người ta lấy là 0V, 0V, 6V, 12V để làm tạo một cái biến áp đối xứng ha. Và phía đầu bên đây là lấy hai đầu 0 và 220. Đấy. Rồi dùng hai con RF 3205 và 4 con điện trở ha. 1 kg. Và ta mắc sơ đồ. Người ta đã thành một cái mạch inverter ha. Đấy. Rất là đơn giản. Ở đây dùng đầu 6V và điện áp là 6V ha. 6V đến 8V. Đấy, đầu chân số 3 của mỗi MOSFET ta đấu vào âm ha. Đấy. Ưu điểm của cái mạch này là nó rất là đơn giản ha. Và sử dụng biến áp sắt nữa. Còn nhược điểm thì rất là nhiều. Thứ nhất là công suất nó nhỏ. Biến áp thì biến áp sắt thì đúng là nó cầm kền nè. Nhưng mà nó sẽ tận dụng trong cái trường hợp là chúng ta ở nhà bị mất điện ha. Mà có bình ắc quy sẵn thì có thể dùng mạch này. Rất là đơn giản cho những anh em là đồ chế. Công suất thì không thể nào lớn hơn. Đấy thì nó sẽ là xung vuông và nó có gai ha. Cũng hơi xấu. Ngáp VB lên tới 400V.